bộ khuếch đại servo của mitsubishi electric bao gồm một màn hình hiển thị các báo động và cảnh báo khi xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động nếu một báo động hoặc cảnh báo xuất hiện trên màn hình hiển thị hãy tắt tín hiệu server on và tắt nguồn điện sau đó làm theo quy trình xử lý sự cố như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng MR Configurator 2 có thể được sử dụng để tìm ra nguyên nhân của các báo động và cảnh báo. Để biết chi tiết mỗi báo động, chọn Diagnosis trên menu bar và sau đó chọn Alarm Display. Thông tin này cũng có sẵn trên MR Configurator 2 Help, bên dưới Help. Cảnh báo sẽ được tự động xóa sau khi nguyên nhân đã được giải quyết. Sau khi giải quyết nguyên nhân, báo động sẽ bị xóa bằng cách reset báo động hoặc reset CPU hoặc bằng cách tắt và bật lại nguồn điện. Bây giờ, tôi sẽ mô tả một số báo động mẫu và các thủ tục xử lý sự cố của chúng. Báo động có mã cảnh báo 20.1 là báo động Encoder Normal Communication Receive Data Error 1 bộ mã hóa truyền dữ liệu bình thường, lỗi nhận dữ liệu một. Báo động này do các yếu tố môi trường như nhiễu gây ra. Nhiễu có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử khác nhau và có thể do nhiều nguồn khác nhau gây ra. Nhiễu bên ngoài xâm nhập vào có thể làm cho bộ khuếch đại servo hoạt động không chính xác. nhiễu do bộ khuếch đại servo gây ra cũng có thể làm cho các thiết bị khác hoạt động không chính xác. Ngoài ra, nhiễu phát ra từ thiết bị ngoại vi sẽ không ảnh hưởng đến các bộ khuếch đại servo. Khi xảy ra báo động 20.1, bạn phải tìm và giải quyết nguyên nhân gây ra nhiễu. Vấn đề nhiễu phổ biến nhất là do các sợi dây đầu vào, đầu ra của bộ khuếch đại servo bị quấn với các sợi dây tín hiệu Hãy thử tách riêng những sợi dây này. Nếu thiết bị gần bộ khuếch đại servo gây nhiễu đáng kể, hãy thử lắp một bộ chống sốc điện cho thiết bị này để giảm độ nhiễu phát ra. Nếu nhiễu từ bộ khuếch đại servo gây ra sự cố, hãy lắp đặt một bộ lọc nhiễu vào mạnh lực của bộ khuếch đại servo. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ học cách lắp đặt bộ lọc nhiễu vô tuyến và bộ lọc nhiễu dòng. Sử dụng một trong hai bộ lọc phù hợp với tình hình khi giải quyết các sự cố nhiễu thực tế. Bộ lọc nhiễu vô tuyến FRBIF giúp làm giảm nhiễu do nguồn cấp điện bộ khuếch đại servo gây ra. Dây điện phải càng ngắn càng tốt. Bộ lọc cũng phải được tiếp điện. Khi sử dụng FRBIF với nguồn cấp điện một pha, đảm bảo những sợi dây không sử dụng được cách điện đúng cách. Bộ lọc nhiễu dòng FRBSF01 giúp giảm nhiễu vô tuyến do nguồn cấp điện, bộ khuếch đại servo và các mạch đầu ra gây ra. Bộ lọc này có thể được lắp vào mạch chính của bộ khuếch đại servo và dây dẫn nguồn cấp điện động cơ servo. Tất cả dây dẫn phải đi qua bộ lọc nhiễu theo cùng hướng và tần số sử dụng nhiều bộ lọc hơn cho dây dẫn mạch chính giúp làm tăng hiệu quả giảm nhiễu, nhưng thường có 4 bộ lọc được sử dụng. Việc đặt các bộ lọc gần bộ khuếch đại servo sẽ cải thiện hiệu quả giảm nhiễu. Báo động có mã cảnh báo 25.1 là báo động servo motor encoder absolute position Erased Bộ mã hóa động cơ servo vị trí tuyệt đối đã bị xóa. Báo động này xảy ra khi pin đã hết thời hạn sử dụng. Thông tin vị trí tuyệt đối sẽ bị mất khi ắc quy hết thời hạn sử dụng. Thay pin định kỳ trước khi chúng bị cạn kiệt để tránh phải đặt lại vị trí tuyệt đối. Bây giờ, tôi sẽ mô tả các quy trình đặt lại thông tin vị trí tuyệt đối nếu bị mất. Đầu tiên, thay pin Sau đó, thực hiện lệnh về vị trí gốc. Bật nguồn cho bộ khuếch đại servo và đảm bảo báo động đã được xóa. Sử dụng thao tác jog để trở về lại vị trí gốc của vận gia công. nhập tín hiệu xóa vào bộ khuếch đại servo. Đầu vào của tín hiệu xóa cho bộ khuếch đại servo biết rằng vị trí hiện tại là vị trí gốc. Sử dụng một đầu ra bộ điều khiển lập trình hoặc công tắc bên ngoài để nhập tín hiệu xóa. Bên cạnh nhiễu, các họa ba và dòng dò cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống servo. Mã báo động 50.1 là báo động Thermal overload error 1 during operation. Lỗi quá tải nhiệt 1 trong quá trình hoạt động. Báo động này xảy ra khi cáp bị ngắt kết nối hoặc phế liệu làm mắc kẹt thiết bị. Đồ vật có thể làm mắc kẹt các phần chuyển động của thiết bị, khiến chúng không di chuyển chính xác. Có thể xảy ra quá dòng khi cố gắng di chuyển bộ phận bình thường gây ra quá tải và kích hoạt báo động này. Nếu điều này xảy ra, kiểm tra cẩn thận các bộ phận cơ khí. Nếu báo động này xảy ra khi không có sự cố cơ khí thì dây dẫn có thể bị ngắt kết nối hoặc kết nối không đúng, do đó hãy kiểm tra dây dẫn. Có nhiều báo động khác có thể xảy ra. Làm theo các quy trình trong hướng dẫn sử dụng khi xảy ra báo động khác không được đề cập ở đây.